Xin kính chào quý khán giả xem đài, các em học sinh thân mến. Thầy là Nguyễn Minh Duy, giáo viên trường Trung học Phổ thông An Phú. Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024, Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông qua truyền hình. Hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các em ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 môn tiếng Anh. Phần hướng dẫn gồm có 3 nội dung. Phần 1. Giới thiệu cấu trúc đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn tiếng Anh năm 2024. Phần 2. Một số thủ thuật làm bài thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn tiếng Anh. Phần 3. Phân tích cấu trúc đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn tiếng Anh năm 2024. Định hướng ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Về cấu trúc đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn tiếng Anh năm 2024 vẫn ổn định như những năm gần đây. Số câu là 50 câu, thời gian làm bài là 60 phút. Đề thi sẽ kiểm tra về các chủ đề sau đây: chức năng giao tiếp 2 câu, kiến thức ngôn ngữ 23 câu, kỹ năng viết 8 câu, kỹ năng đọc 17 câu. Đề thi sẽ phân loại câu hỏi theo các mức độ dễ, trung bình và khó. Phần thứ hai là một số thủ thuật làm bài thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn tiếng Anh. Để làm tốt trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn tiếng Anh thì các em cần nắm vững cấu trúc đề thi, các em bám sát đề tham khảo môn tiếng Anh năm 2024, những kiến thức ngữ pháp cơ bản. Và các em cũng cần nắm được kỹ thuật làm bài và kỹ năng nhận dạng ra được các loại câu hỏi rất quan trọng. Câu hỏi dễ thường kiểm tra về ngữ pháp, phần giao tiếp, phần ngữ âm. Câu hỏi trung bình thường kiểm tra về từ vựng, phải xét ngữ nghĩa và một số điểm ngữ pháp khó. Câu hỏi khó vận dụng sẽ kiểm tra về thành ngữ, những câu hỏi suy luận trong phần đọc hiểu. Và cách thức làm bài, các em sẽ làm những câu dễ trước, những câu khó sau. Và chúng ta sử dụng phương pháp loại trừ để làm chắc các câu dễ. Và để làm tốt được, để có được những kỹ năng đó, các em cần rèn luyện thường xuyên trong quá trình ôn tập. Chúng ta sẽ đến phần thứ ba, phân tích cấu trúc đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn tiếng Anh năm 2024, định hướng ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Chúng ta bắt đầu làm nội dung thứ nhất, đó là chức năng giao tiếp. Phần chức năng giao tiếp gồm có 2 câu. Câu thứ nhất, nhìn vào câu tình huống, chúng ta sẽ thấy được đây là dạng nêu ra ý kiến và đáp lại. Nhận dạng, chúng ta sẽ gặp những từ đưa ra ý kiến như I think, in my opinion. Và các em cần xác định được nếu đó là ý kiến đúng thì chúng ta sẽ đồng ý bằng cách chúng ta trả lời như là sure, absolutely, definitely và một số dạng khác. Nếu ý kiến sai thì chúng ta sẽ không đồng ý bằng cách trả lời như là I don't agree, it's not true. Chúng ta xem câu hỏi số 1. Bob và Khanh đang tán gẫu với nhau. Bob nói, tôi nghĩ chúng ta nên hướng đến lối sống xanh và đây là một ý kiến đúng. Và khi gặp một ý kiến đúng thì chúng ta sẽ đồng ý với ý kiến đó và đáp án sure, chắc chắn rồi, là đáp án đúng. Chúng ta xem câu giao tiếp thứ hai. Tình huống là Giang đang ở nhà của Mary và nhìn vào Mary, chúng ta sẽ thấy được Mary đang mời Giang uống một thức uống. Would you like something to drink, Giang? Và gặp tình huống mời về ăn uống, nếu đồng ý chúng ta sẽ trả lời là yes please. Nếu không, chúng ta trả lời là no thanks. Và đối với câu hỏi số 2, phương án trả lời đúng là coffee please. Cảm phiền cho tôi tách cà phê. Ngoài dạng mời về ăn uống thì chúng ta cũng lưu ý đến dạng mời để đến dự một buổi lễ hoặc là mời đi đâu đó. Ngoài 2 tình huống trong đề tham khảo, chúng ta cũng lưu ý đến các dạng câu giao tiếp khác như là yêu cầu, đề nghị, cảm ơn và xin lỗi. Chúng ta sang nội dung thứ hai, đó là chức năng ngôn ngữ. Phần chức năng ngôn ngữ gồm có 23 câu, ngữ pháp 9 câu, từ vựng 10 câu và ngữ âm 4 câu. Phần ngữ pháp sẽ kiểm tra về các chủ điểm sau đây. 1. So sánh. 2. Rút gọn mệnh đề. 3. Mạo từ. 4. Câu bị động. 5. Về hình thức của động từ. 6. Câu hỏi đuôi. 7. Hòa hợp thì gồm có 2 câu. Và 8 là giới từ. Chúng ta xem câu số 3. Nhìn vào đáp án, chúng ta sẽ thấy được có những dấu hiệu của so sánh như là the most, the tallest, the more và the taller. Và câu này đang kiểm tra về các điểm ngữ pháp so sánh cơ bản. Chúng ta gồm có so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Và trong câu này chúng ta thấy ngữ cảnh đang so sánh giữa Hồng và các học sinh khác trong lớp. Do đó chúng ta sẽ dùng dạng so sánh nhất và đáp án đúng là the tallest. Ngoài ra các em cũng cần lưu ý đến điểm ngữ pháp so sánh kép. Đây cũng là một điểm thường cho trong những kỳ thi trước đây. Qua câu số 4. Xem đáp án chúng ta sẽ thấy được A. Equals, B. To cause, C. Causing, D. Cause. Và đây là dạng bài tập về rút gọn của mệnh đề quan hệ. Mệnh đề quan hệ còn được gọi là mệnh đề tính từ, được dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước. Và rút gọn của mệnh đề quan hệ có 3 dạng. Chủ động, chúng ta sẽ dùng động từ thêm in. Bị động, chúng ta sẽ giữ lại động từ cột 3 đi. Và khi có the first, the last phía trước, chúng ta sẽ dùng to infinitive. Và câu số 4, chúng ta đã thấy được câu này có chủ từ là has become. Và mệnh đề phía sau, chúng ta rút gọn lại của mệnh đề quan hệ ở dạng chủ động. Do đó đáp án đúng là câu C, causing. Sang câu số 5, nhìn vào đáp án chúng ta thấy sẽ có những đáp án an, the, no article và a. Và câu này đang kiểm tra về mạo từ. Về mạo từ, chúng ta có các từ the sẽ đi với danh từ xác định khi người nói và người nghe biết được chính xác người và vật đó. A và an sẽ cộng với danh từ số ít đếm được và không xác định. No article thường đi với danh từ số nhiều hoặc không xác định và đôi khi đi với danh từ không đếm được. Các em lưu ý ở những cái trường hợp dùng the, như là trong so sánh nhất, vật duy nhất, một số cụm từ chỉ nơi chốn và thời gian. Và trong câu số 5 chúng ta sẽ thấy được cụm từ chỉ thời gian đang nói về buổi. Do đó chúng ta chọn phương án là B, in the morning. Ngoài ra the còn đi được với tính từ để tạo ra danh từ tập thể. The cũng có thể đi với nhạc cụ, sông, biển, đại dương và một số trường hợp khác. Đến câu số 6. Nhìn vào đáp án, các em sẽ thấy được dạng bài tập về chia thì. Trong đó câu D có phương án was clean. Đây là hình thức của bị động. Bị động thì thường có be cộng động từ cột 3 đi. Và động từ to be sẽ có những cái dạng khác nhau tùy theo các thì. Và để xác định được đây là câu bị động, chúng ta cần xác định được dấu hiệu. Chúng ta sẽ thấy được by cộng túc từ xuất hiện trong đề. Và đây đang kiểm tra về câu bị động. Và phương án chúng ta cần chọn là câu D. Nếu không có by cộng túc từ, các em cũng có thể xét chủ từ chỉ vật. Nếu chủ từ chỉ người, thì người sẽ nhận hình động. Và chúng ta sẽ chia ở dạng bị động. Chúng ta sang câu số 7. Trong đáp án các em sẽ thấy được câu A, working. Câu B, work. Câu C, to work. Và đây là dạng bài tập về non-finite verb. Để xác định được cần dùng động từ nào, chúng ta cần xét động từ phía trước. Đối với câu này, các em cần dựa vào động từ forget. Và sau forget sẽ có 2 trường hợp. Nếu quên đã làm một việc gì đó, chúng ta cộng động từ thêm in. Nếu quên để làm một việc thì chúng ta sẽ cộng động từ thêm xu. Và đáp án đúng trong câu số 7 là câu A. Các em cần lưu ý những dạng động từ cộng với cả hai trường hợp như là forget, regret, stop, try. Ngoài ra các em cũng lưu ý tới những dạng động từ có thể cộng với động từ thêm xu, những động từ theo sau bởi động từ thêm yên. Chúng ta sang câu số 8. Nhìn vào phần đáp án, các em sẽ thấy được câu này đang kiểm tra về câu hỏi đuôi. Và đối với câu hỏi đuôi thì cần trái lại so với động từ phía trước. Nếu động từ phía trước ở dạng khẳng định thì động từ ở phía sau ở dạng phủ định và ngược lại. Ví dụ, phía trước là is thì phía sau là isn't. Phía trước là should thì phía sau là shouldn't. Do đó, câu số 8, đáp án chúng ta sẽ chọn được là câu B. Ngoài ra, các em cũng cần lưu ý đến một số trạng từ mang nghĩa phủ định như là no, not, never, rarely, seldom. Và dạng câu hỏi đuôi của câu mệnh lệnh, chúng ta thường dùng will you ở phía sau. Sang câu số 9. Và nhận dạng bài tập này, các em sẽ thấy được sẽ có hai mệnh đề. Có liên từ là when và why và ngữ cảnh đang ở quá khứ. Thông thường các em sẽ xét hành động dài và hành động ngắn. Nếu là hành động dài, chúng ta sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn was, were, cộng động từ thêm yên. Nếu là hành động ngắn, chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn với công thức là động từ V2ID. Xét ngữ cảnh câu số 9, chúng ta thấy việc xem một trận đấu bóng đá trên TV là hành động dài. Và hành động về đến nhà là hành động ngắn. Do đó hành động dài chúng ta sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn. Và đáp án đúng là câu C. Đối với dạng hòa hợp thì dạng thứ nhất này, chúng ta cũng nên lưu ý đến những cấu trúc khác như là since, after, before. Chúng ta sang câu số 10. Đây là dạng hòa hợp thì số 2. Và câu này vẫn có hai mệnh đề. Mệnh đề chính đang ở thì tương lai. Nhận dạng các em sẽ thấy được những động từ như là will, want. Và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian sẽ ở hiện tại. Các em sẽ thấy được những động từ đang chia ở các thì hiện tại. Do đó câu số 10 chúng ta sẽ chọn được phương án đúng là câu D. Finish đang ở thì hiện tại đơn. Các em có thể sử dụng phương pháp loại trừ để chúng ta làm câu số 10. Và đây là loại câu dễ. Sang câu số 11. Nhìn vào đáp án, các em sẽ thấy được các giới từ for, on, at và to. Và giới từ có thể đi sau tính từ, động từ, sau một giới từ hoặc giới từ cộng danh từ. Khi gặp bài tập về giới từ, các em cần đặt vào cụm. Đối với câu số 11, các em cần lưu ý tới cấu trúc chủ từ giả cộng bi cộng tính từ. Và sau tính từ là động từ thêm xu. Và trước tính từ chúng ta sẽ có for cộng với túc từ. Do đó đáp án của câu số 11 là câu A. It's impossible for us to sleep because of the noise. Ngoài ra các em cũng cần lưu ý đến những cái tính từ cộng với giới từ thông dụng như là afraid of, associated with, angry about. Chúng ta sang nội dung tiếp theo, đó là về phần từ vựng trong kỹ năng ngôn ngữ. Câu số 12. Nhìn vào đáp án chúng ta sẽ thấy các đáp án có các từ gần giống nhau. Và câu này đang kiểm tra về từ loại. Để làm được câu về từ loại, các em cần xác định vị trí trước và sau khoảng trống. Trong câu số 12 chúng ta thấy phía trước khoảng trống chúng ta đang có a swimming, phía sau là giới từ for. Do đó trong câu này chúng ta sẽ cần vị trí của một danh từ để tạo nên một cụm danh từ. Và chúng ta sẽ chọn được phương án là câu A. A swimming competition, một cuộc thi bơi. Để làm tốt câu hỏi liên quan tới từ loại thì các em cần nắm rõ kiến thức về các từ loại, danh từ, tính từ, động từ và trạng từ. Các em cần nắm được các dấu hiệu để nhận dạng ra từ loại và vị trí của từ loại trong câu. Đây cũng là câu tương đối dễ các em có thể làm và đạt điểm. Chúng ta sang câu số 13. Nhìn vào các đáp án, chúng ta thấy chúng ta đang có 4 cụm động từ kép khác nhau. Và để làm được câu này, các em cần hiểu được ngữ nghĩa. Câu A, put on là mặc vào. Câu B, got up là thức dậy. Câu C, gave up là từ bỏ. Câu D, took off là cởi. Hoặc là nói về chuyến bay, có nghĩa là cất cánh. Xét ngữ nghĩa câu này, chúng ta có sức khỏe của anh ấy đã cải thiện rất nhiều kể từ khi anh ta từ bỏ thuốc lá. Do đó chúng ta cần một động từ kép có nghĩa là từ bỏ. Và phương án các em cần chọn là câu C. Và đối với phần động từ kép, các em cần nắm được những cụm động từ kép thông dụng trong chương trình mình học để chúng ta làm tốt được câu về ngữ nghĩa. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 14. Nhìn vào các đáp án, các em sẽ thấy được 4 danh từ khác nhau và câu này đang kiểm tra về từ vựng. Do đó đòi hỏi chúng ta phải hiểu được về ngữ nghĩa. Và gợi ý trong câu này, các em sẽ thấy được cụm từ breaking the traffic regulation đã không tuân thủ theo luật lệ giao thông. Do đó chúng ta cần một cụm từ nghĩa là tiền phạt. Tạm dịch câu này, hôm qua anh ấy bị phạt nặng vì vi phạm luật giao thông. Và đáp án chúng ta cần chọn là câu A. Chúng ta sang câu số 15. Tương tự, khi nhìn vào đáp án, các em sẽ thấy được chúng ta đang có 4 cụm từ khác nhau. A, the papers. B, the group. C, the books. D, the dictionary. Và câu này đang kiểm tra về thành ngữ. Và đây là câu khó trong đề thi tiếng Anh tốt nghiệp trung học phổ thông. Và để làm tốt dạng câu bài tập về thành ngữ, các em cần mở rộng kiến thức về những cụm thành ngữ thông dụng. Xét ngữ cảnh câu này, chúng ta sẽ chọn được phương án là câu C. Chúng ta có cụm thành ngữ hit the books, nghĩa là học. Tạm dịch câu này, Son không thể đi chơi với bạn bè vào cuối tuần vì anh ấy cần phải học để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Chúng ta sang câu số 16. Nhìn vào 4 đáp án, các em sẽ thấy được 4 động từ khác nhau. A, stand. B, go. C, jump. D, lay. Và gặp bài tập cho 4 động từ, chúng ta thường xét túc từ đi chung với nó. Và xét ngữ cảnh câu này, chúng ta sẽ chọn được đáp án là câu D. Chúng ta có collocation, cụm từ là lay the table, là dọn bàn. Tạm dịch câu này, bất cứ khi nào bà White chuẩn bị bữa ăn, các con của bà đều giúp bà dọn bàn ăn. Chúng ta sang câu số 17. Và đây là câu khó. Nhìn vào đáp án, các em sẽ thấy được 4 động từ khác nhau. Và cả 4 động từ này, những từ này chúng ta cũng ít gặp. Và đáp án cần chọn là câu B. Chúng ta sẽ chọn từ illuminated, nghĩa là minh họa, minh chứng. Xét ngữ nghĩa câu này, kết quả của một nghiên cứu gần đây đã minh chứng rất rõ sở thích hiện tại của thanh thiếu niên đối với các hoạt động giải trí. Và câu số 17 chúng ta sẽ chọn được phương án là câu B. Và đây là câu khó. Chúng ta chuyển sang phần về từ vựng, kiểm tra về từ đồng nghĩa. Chúng ta sẽ có 2 câu đồng nghĩa. Câu số 18. The salary you receive will vary according to your qualification and experience. Để làm tốt được câu đồng nghĩa, các em cần xét ngữ cảnh và ngữ nghĩa. Và chúng ta thấy từ vary nghĩa là thay đổi. Nhìn vào 4 đáp án, chúng ta sẽ chọn được phương án là câu A, change. Tạm dịch câu này, mức lương bạn nhận sẽ thay đổi, sẽ khác nhau tùy theo trình độ và kinh nghiệm của bạn. Chúng ta sang câu số 19, vẫn là một câu đồng nghĩa. The house look quite different now because they have made major changes to it. Và chúng ta cũng cần xét ngữ cảnh và ngữ nghĩa của câu. Và từ major nghĩa là lớn, quan trọng. Do đó phương án chúng ta cần chọn là câu B, tạm dịch. Ngôi nhà bây giờ trông khác biệt vì họ đã thực hiện những thay đổi lớn đối với nó. Chúng ta tiếp tục phần ngữ âm ở nội dung dấu nhấn. Câu 24. Đối với phần này chúng ta cũng đọc những từ dễ trước, những từ khó sau, và chúng ta cũng sử dụng phương pháp loại trừ. Câu này chúng ta sẽ chọn được phương án là câu B, describe, trọng âm thứ hai. Offer, threaten, finish ở trọng âm thứ nhất. Câu 25 là câu có hơn 2 âm tiết. Cách làm cũng tương tự. Và phần kiến thức các em cũng cần lưu ý những từ có dấu nhấn liền trước khi có các hậu tố như là đuôi sân, đuôi ic, đuôi ệt, đuôi lơ tri. Dấu nhấn cách một âm của đuôi a, đuôi o và đuôi ri. Đối với câu số 25 chúng ta sẽ chọn được phương án là câu D, effective, trọng âm thứ hai. Popular, dangerous, accurate, trọng âm thứ nhất. Chúng ta sẽ chọn được phương án là câu D. Chúng ta sang kỹ năng viết. Kỹ năng viết gồm có 8 câu. Phần tìm lỗi sẽ có 3 câu. Phần chuyển đổi câu sẽ có 3 câu. Và phần kết hợp câu sẽ có 2 câu. Những năm gần đây, đề thi của phần tìm lỗi cho rất ổn định. Trong 3 câu tìm lỗi sẽ có 1 câu sai về chia thì. Đối với câu này, chúng ta chỉ cần tìm dấu hiệu của chia thì, chúng ta sẽ làm được. Câu thứ hai là dạng sai về đại từ. Chúng ta cần xét danh từ phía trước. Chúng ta sẽ chọn được đáp án. Câu thứ ba tương đối khó. Kiểm tra về từ hay nhầm lẫn. Thường là tính từ. Và chúng ta cần xét cụm từ và danh từ mà nó bổ nghĩa. Để làm tốt nội dung phần tìm lỗi, các em cần xem nhanh phần được gạch dưới trong các câu tìm lỗi. Chúng ta xác định câu dễ làm trước và câu khó chúng ta làm sau. Chúng ta xem câu đầu tiên trong phần tìm lỗi, câu số 26. Và câu này đang kiểm tra về chia thì. Chúng ta sẽ thấy được dấu hiệu là last year. Đây là dấu hiệu của thì quá khứ đơn. Do đó động từ cần chia ở dạng V2 đi. Và đáp án sai là câu C. Các em cần học kỹ công thức của thì quá khứ đơn và dấu hiệu của thì quá khứ đơn như là last, ago, yesterday. Ngoài ra các em cũng cần có kiến thức về những thì khác như là thì hiện tại hoàn thành, thì hiện tại đơn, thì tương lai đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Câu tìm lỗi thứ hai, các em xem nhanh phần là gạch dưới. Chúng ta thấy ở đáp án C, chúng ta thấy có đại từ là từ hơ. Và câu này đang kiểm tra về đại từ. Kiến thức các em cần có được là về những đại từ trong tiếng Anh. Chúng ta thường có các đại từ I, we, you, they, he, she, it. Rồi những đại từ này, những từ giữ chức năng làm tân ngữ, làm tính từ sở hữu, làm đại từ phản thân trong câu. Và đối với câu số 27, chúng ta xét danh từ phía trước, từ workers đang là danh từ số nhiều. Do đó chúng ta không thể dùng đại từ her để thay thế. Và đáp án đúng là câu C, từ her chúng ta sẽ đổi thành chữ te mới phù hợp. Câu tìm lỗi còn lại sẽ rơi vào câu tương đối khó. Câu này đang kiểm tra về từ hay nhầm lẫn và thường rơi vào từ loại tính từ. Để làm tốt câu hỏi này, các em cần làm xác định đúng và làm tốt được câu về chia thì, câu về đại từ. Và các em cũng cần có kiến thức về từ loại, đặc biệt là tính từ. Vị trí của tính từ thường nằm sau động từ to be hoặc đứng trước danh từ để làm rõ nghĩa cho nó. Các em cần nhận dạng ra các dấu hiệu của tính từ. Và các em cần phân biệt những cặp từ viết gần giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ví dụ economic, economical. Nhìn vào câu số 28, chúng ta thấy được câu này đang kiểm tra về từ hay nhầm lẫn. Và cả 4 đáp án đều đang là tính từ. Và đáp án sai trong câu 28 là câu A. Chúng ta cần một tính từ để làm rõ nghĩa cho từ committee. Cần một cụm từ mang nghĩa là ủy ban tư vấn. Chúng ta sẽ dùng cụm từ advisory committee. Còn advisable mang nghĩa là thích hợp. Nó không phù hợp trong câu này. Chúng ta tiếp tục kỹ năng viết với nội dung phần chuyển đổi câu, gồm có 3 câu. Và theo cấu trúc, câu số 1 thường kiểm tra về cấu trúc thì, câu số 2 kiểm tra về câu tường thuật, câu số 3 kiểm tra về động từ khiếm khuyết. Đối với câu số 29, chúng ta thấy được trong đề có xuất hiện cụm từ the last time. Và đây là phần cấu trúc thì, và thông thường chúng ta sẽ chuyển đổi từ thì quá khứ đơn sang thì hiện tại hoàn thành. Và đáp án chúng ta cần chọn là câu A. Khi gặp the last time hoặc last, chúng ta sẽ đổi thành cấu trúc phủ định của thì hiện tại hoàn thành. Ngoài ra, các em cũng cần nắm thêm những cấu trúc khác như là started, began, các em sẽ đổi thành thì hiện tại hoàn thành hoặc thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Hoặc cấu trúc is it the first time, các em sẽ đổi thành phủ định của hiện tại hoàn thành và có trạng từ before đứng cuối câu. Và đây cũng là câu dễ. Chúng ta sang câu số 30. Nhìn vào câu hỏi, các em sẽ xác định được câu này đang kiểm tra về câu tường thuật. Câu tường thuật thường cho dưới dạng câu kể, câu hỏi. Và đối với câu tường thuật, các em cần sử dụng phương pháp loại trừ. Khi đổi từ một câu trực tiếp sang câu tường thuật, chúng ta thường đổi thì trong câu tường thuật, chúng ta sẽ lùi thì. Thì hiện tại chúng ta sẽ lùi thành thì quá khứ. Thì quá khứ chúng ta sẽ lùi thành thì quá khứ hoàn thành. Chúng ta đổi đại từ, đổi trạng từ, và trong câu hỏi sẽ không còn đảo ngữ. Câu số 30, chúng ta thấy câu này đang ở thì hiện tại hoàn thành, has finished. Do đó chúng ta sẽ lùi thành thì quá khứ hoàn thành, had finished. Do đó chúng ta sẽ loại trừ được phương án A và phương án D. Còn lại câu B và câu C đang khác nhau ở tính từ sở hữu là từ his và từ my. Và đại từ trong câu trực tiếp chúng ta cũng cần đổi cho tương ứng với người nói. Và từ my chúng ta sẽ đổi thành chữ his. Và phương án chúng ta cần chọn là câu B. Và câu này nếu các em làm cẩn thận, chúng ta sẽ làm tốt được. Chúng ta sang câu thứ 3 của phần chuyển đổi câu. Khi nhìn vào các đáp án trong câu hỏi, các em sẽ thấy được có sự khác biệt về động từ khiếm khuyết. Câu A chúng ta thấy được từ want. Câu B chúng ta thấy được needn't. Câu C chúng ta thấy được wouldn't. Và câu D chúng ta thấy được mustn't. Và để làm tốt được câu này, các em cần thấy được từ gợi ý trong đề, đó là not permitted, nghĩa là không được phép. Do đó chúng ta cần chọn động từ khiếm khuyết, nghĩa là không được phép làm. Chúng ta sẽ chọn được phương án là câu D. Và câu này đòi hỏi các em phải xét về ngữ nghĩa. Tạm dịch câu này: du khách không được phép vào khu vực này. Và để làm tốt nội dung câu hỏi liên quan tới động từ khiếm khuyết, các em cần nhận dạng được một số từ gợi ý để chúng ta lựa chọn cho phù hợp. Ví dụ, khi các em gặp từ likely, possible, maybe, chúng ta sẽ chọn được động từ khiếm khuyết là may, may, nghĩa là có lẽ, có thể. Chúng ta gặp từ necessary, dùng để cho một lời khuyên, chúng ta sẽ dùng động từ khiếm khuyết là should, có nghĩa là nên. Chúng ta gặp những động từ, những từ mang nghĩa là not allowed, not permitted, nghĩa là không được phép, chúng ta sẽ dùng động từ khiếm khuyết là từ mustn't. Not necessary, unnecessary, chúng ta sẽ dùng needn't, nghĩa là không cần. Khi gặp compulsory, required, có nghĩa là phải, chúng ta phải dùng động từ khiếm khuyết là must. Chúng ta tiếp tục kỹ năng viết với phần kết hợp câu. Phần này gồm có 2 câu, sẽ kiểm tra về câu điều kiện và phần đảo ngữ. Câu số 32, khi các em nhìn vào đáp án, các em sẽ thấy được câu này đang kiểm tra về câu điều kiện. Về câu điều kiện, các em cần biết được kiến thức của câu điều kiện loại 1, loại 2 và loại 3 về công thức. Và nhận dạng ngữ cảnh ở tương lai, thông thường chúng ta sẽ dùng loại 1. Ở hiện tại chúng ta sẽ dùng loại 2. Ở quá khứ chúng ta dùng loại 3. Và khi đặt điều kiện thì cần trái với sự thật. Đối với câu số 32, chúng ta thấy ngữ cảnh đang ở quá khứ, chúng ta có động từ là didn't. Do đó chúng ta sẽ dùng câu điều kiện loại 3. Chúng ta sẽ loại trừ phương án A và B và trái với sự thật. Do đó phương án chúng ta cần chọn là câu D. Câu số 33. Câu này khá dài và khi nhìn vào đáp án, các em sẽ nhận dạng được một số dạng của đảo ngữ. Như là hardly when sẽ có đảo ngữ, only đứng đầu câu cũng sẽ có đảo ngữ, not until. Và câu D là dạng đảo ngữ khi chúng ta bỏ if. Để làm tốt câu đảo ngữ, các em cần nhận dạng được những trường hợp khi nào chúng ta đảo ngữ. Và phần quan trọng, các em lưu ý tới dạng đảo ngữ liên quan tới thời gian. Chúng ta có một số cụm liên từ: hardly when, barely when, scarcely when, no sooner than. Những cụm từ này dùng để nhấn mạnh thời gian khi hai sự việc diễn ra trước và sau. Đối với câu số 33, chúng ta sẽ chọn được phương án là câu A. Tạm dịch câu này: Hoa vừa mới tốt nghiệp đại học, cô ta được mời làm việc tại tập đoàn đa quốc gia có uy tín. Việc Hoa tốt nghiệp diễn ra trước và việc cô ta được mời làm việc tại tập đoàn đa quốc gia có uy tín diễn ra sau. Do đó chúng ta dùng cấu trúc hardly when để nhấn mạnh thời gian hai sự việc trước và sau. Chúng ta sang phần cuối cùng, đó là kỹ năng đọc. Phần kỹ năng đọc gồm có 3 đoạn. Thứ nhất là đoạn điền từ gồm có 5 câu. Thứ hai là đoạn đọc hiểu số 1 có 5 câu. Và thứ ba là đoạn đọc hiểu số 2 gồm có 7 câu. Chúng ta sang đoạn điền từ gồm có 5 câu. Nhìn vào phần đáp án, chúng ta sẽ xác định được câu 34, little, another, every, many. Và câu này đang kiểm tra về những từ chỉ số lượng. Chúng ta cần xét danh từ theo sau. Thông thường danh từ có thêm S là danh từ số nhiều. Và các em sử dụng phương pháp đội trừ để chúng ta làm loại câu hỏi này. Các em cần biết một số từ chỉ số lượng thông dụng như là many, other, few và a few sẽ cộng với danh từ số nhiều. Much, little, a little sẽ cộng với danh từ không đếm được. Another nghĩa là một cái khác. Every, it, one sẽ cộng với danh từ số ít, nghĩa là mỗi và một. Ngoài ra chúng ta còn có một số từ chỉ số lượng đi được với cả danh từ đếm được và không đếm được, như là some, most, any, a lot of, plenty of. Câu số 36, khi nhìn vào đáp án chúng ta sẽ biết được câu này đang kiểm tra về đại từ quan hệ. Bởi vì chúng ta thấy được những đại từ quan hệ như là who, whom, which, that, where. Và chúng ta cần xét danh từ đứng trước, xem coi danh từ này chỉ người, chỉ vật, chỉ thời gian hay là nơi chốn, vân vân. Và chúng ta cũng sử dụng phương pháp loại trừ. Nếu danh từ chỉ người, chúng ta thường dùng who, theo sau who thường là động từ. Whom theo sau thường là một mệnh đề. Nếu chỉ vật, chúng ta thường dùng which. Và that có thể dùng để thay thế cho who, whom, which. Ngoài ra chúng ta còn có whose, when, where và why. Câu số 37, chúng ta thấy những liên từ như là but, even, because, moreover. Và các em cần biết được những kiến thức về liên từ. Và chúng ta cần xét ngữ nghĩa của mệnh đề, của câu trước và câu sau. Một số liên từ thông dụng như là but, so, and, or, however, therefore, although, because. Và đối với câu này thì các em cần xét ngữ nghĩa để chúng ta làm tốt. Hai câu còn lại trong phần điền từ, đó là câu số 35 và câu 38. Các em sẽ thấy được đang kiểm tra về từ vựng. Các em cần đặt vào cụm từ và chúng ta cần xét ngữ nghĩa. Trong đoạn điền từ 5 câu, các em cũng có thể cố gắng sẽ làm được ít nhất là 2 câu. Và đây là đáp án và hướng dẫn giải của phần điền từ. Câu 34, chúng ta có từ country đang là danh từ số nhiều. Do đó chúng ta chọn phương án là từ many. Câu 35, chúng ta có cụm từ meet the need là đáp ứng được những cái yêu cầu. Câu 36, chúng ta đang có danh từ chỉ vật. Do đó chúng ta dùng which. Câu 37, chúng ta dùng but để nói hai sự việc trái ngược nhau. Và câu 38, các em cần xét ngữ nghĩa. Và chúng ta sẽ chọn được phương án là câu D, minimal nghĩa là rất nhỏ. Chúng ta sang đoạn đọc hiểu thứ nhất gồm có 5 câu. Trong 5 câu chúng ta sẽ thấy được các dạng câu hỏi. Câu 39 Chúng ta thấy được từ manly, câu này đang hỏi về ý chính của đoạn này. Câu 40, câu này muốn hỏi đại từ ít trong đoạn thứ nhất liên quan tới cái gì? Câu 41, đây là loại câu hỏi chi tiết. Các em sẽ thấy được từ gợi ý là according to the passage, theo đoạn văn này. Câu 42 là câu hỏi về từ vựng. Từ top ở đoạn thứ 3 gần nghĩa với từ nào nhất? Câu 43 cũng là câu hỏi chi tiết. Theo đoạn thứ 3 thì Sina làm tất cả những việc sau đây ngoại trừ. Chúng ta sang đoạn đọc hiểu số 2. Đoạn đọc hiểu số 2 gồm có 7 câu, từ câu 44 cho đến câu 50. Trong câu 44 chúng ta sẽ thấy được đây vẫn là câu hỏi về ý chính. Chúng ta thấy được từ title. Cái nào sau đây có thể là tiêu đề hay nhất cho bài đọc này? Câu 45 là câu hỏi chi tiết. Chúng ta sẽ chọn ý chi tiết để trả lời câu này. Câu 46, câu 47 là câu hỏi về từ vựng, từ server và từ server. Câu 48 là câu hỏi về đại từ it trong đoạn thứ tư liên quan tới cái gì? Câu 49 cũng là câu hỏi chi tiết. Chúng ta sẽ tìm ý không đúng theo bài đọc. Và câu 50 là câu khó. Đây là loại câu hỏi suy luận. Chúng ta nhận dạng được dựa vào động từ infer. Nội dung nào sau đây có thể được suy luận từ bài đọc này? Và phần giới thiệu các loại câu hỏi của bài đọc số 1 và bài đọc số 2. Các em thấy mỗi bài đọc đều có một câu hỏi về ý chính. Thường có các từ nhận dạng như là từ manly, từ thái thô. Và để làm tốt câu về ý chính thì các em nên làm câu này sau những câu hỏi chi tiết. Và thông thường chúng ta sẽ đọc ở đoạn đầu tiên, đôi khi là đoạn cuối để chúng ta tìm nhanh đáp án. Và ở những đoạn khác chúng ta cũng sẽ tìm được những gợi ý của câu hỏi về ý chính. Loại câu hỏi thứ hai đều xuất hiện trong hai bài đọc, đó là câu hỏi về đại từ, reference question. Ví dụ như là từ it trong đoạn thứ nhất liên quan tới yếu tố nào, và đây là loại câu hỏi tương đối dễ. Và để làm tốt câu này, các em cần xét danh từ đứng phía trước. Chúng ta xét ngữ cảnh, sử dụng phương pháp loại trừ, chúng ta sẽ chọn được. Và đây cũng là loại câu mà chúng ta nên làm trước trong bài đọc. Loại câu hỏi thứ ba xuất hiện, đó là câu hỏi chi tiết, stated detail. Đối với loại câu hỏi chi tiết thì chúng ta cần xác định được từ khóa. Sau đó chúng ta xác định được vị trí của từ khóa trong đoạn văn. Chúng ta đọc kỹ vị trí chứa từ khóa đó. Chúng ta sử dụng phương pháp loại trừ và chúng ta sẽ có được đáp án chính xác. Trong cả hai bài đọc, mỗi bài đều có hai câu hỏi chi tiết. Và đây là những câu mà chúng ta có thể làm và chúng ta có được điểm. Loại câu hỏi thứ tư, đó là câu hỏi về từ vựng, về tìm từ đồng nghĩa. Ở bài đọc 5 câu có 1 câu. Ở bài đọc 7 câu sẽ có 2 câu. Và câu này là loại câu khó. Để làm được, các em cần hiểu về ngữ nghĩa và chúng ta xét ngữ cảnh để chúng ta có lựa chọn đúng nhất. Và loại câu hỏi cuối cùng, đó là loại câu hỏi suy luận. Thường chúng ta sẽ gặp những động từ như là infer, imply. Câu này khó vì đáp án đúng có thể không xuất hiện trực tiếp. Và các em cần xét ngữ nghĩa và chúng ta chú ý tính logic của bài, cũng như những manh mối, những tính chất nối tiếp. Đối với kỹ năng đọc hiểu, chiếm khá nhiều câu trong đề thi của mình, 12 câu. Do đó, chúng ta cần làm cẩn thận. Và phần đọc hiểu, các em nên làm sau cùng, vì chúng ta mất nhiều thời gian để chúng ta làm bài tập này. Các em cần có kỹ năng làm bài reading, như là xác định các loại câu hỏi và cái cách tìm câu trả lời. Ngoài ra, các em cũng cần luyện tập để nâng cao vốn từ và các kỹ năng đọc theo chủ đề trong chương trình mình đã học. Các em thân mến, thầy vừa chia sẻ một số nội dung định hướng ôn tập tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng Anh. Hy vọng phần chia sẻ của thầy sẽ hữu ích đối với các em. Cuối cùng, chúc tất cả các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Xin trân trọng kính chào.